Chị bà sẽ kỳ cọ cho em ơi. Chị bà sẽ kỳ cọ cho em ơi. Chị em ơi. Hả? Ô. Nope. Mày vừa nói gì? Chị là xin vĩnh biệt cô. Thứ ăn nó khỏi. Mày ngại đâu? Chị. Còn cách gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mình sẽ giới thiệu cho em một cái ứng dụng có thể kiếm được tiền rất là đơn giản luôn mọi người ạ. Đó là hệ thống chấp nẻ Momo. Đấy, đó là Calamari mọi người ạ. Đấy, hệ thống chấp nẻ Momo rất là uy tín luôn. Thì đây là giao diện chính của ứng dụng mọi người nhé. Thì trong đây có rất nhiều các trò chơi như kiểu là chấp nẻ này, tài xỉu này, chấp nẻ 2 này, gấp 3 này, tổng số 3 này, 1/3 là xiên này, đoán số này. Nói chung là trò chơi rất là đơn giản luôn mọi người ạ. Mọi người chỉ việc sao chép một trong mấy số điện thoại dưới đây. Đấy, do mọi người cược tối thiểu là 20.000, cược tối đa là 2 triệu. Đó, rồi các bạn chỉ việc chọn một chút. Em gọi là giải tán hết cũng rồi, không trời rồi. Một mình nó ăn, mình thấy, mọi thấy nó cũng hưu quạnh luôn. Nó buồn thì thôi. Bây giờ mình sẽ quyết định sang quán. Và mình sẽ thực hiện một cái màn thử thách xem là đất tội còn ghen không. Hồi xưa anh ghen lắm ăn luôn đấy. Thế là được không có nhiều nữa. Mình sẽ sang quán, mình sẽ bảo thằng cu đấy nó về nhà mình. Gọi là ăn uống, tắm rửa. Đấy, thì mọi người đi theo mình vào quán. Đấy, đẹp trai lắm mọi người ạ. Làm mọi người cũng mê luôn. Nhìn rất là mà lên mình. Bên dưới đầu tóc hoàng cốt rối luôn. Hôm nay cả ta cùng một ta nhưng mình đã bảo mẹ đảm mình cho mình quả đầu rất là ngon nhàng. Chào anh ạ. Chết đây. Mình phải dễ làm gì đấy? Em đang ngồi nghe nhạc. Tất nhạc, tất nhạc, tất nhạc đi. Thế thì em đang cầm đâu? Quay đây. Em đang cầm một bản mình. Nope. Người ta có những cái sự hợp tác gọi là nhịp nhàng, gọi là nói chung là thân thiết hiểu chưa? Bây giờ vào trong kia lấy quần áo chị thích gì đó đấy, em có thì em mặc đấy. Em tâm sau đó chị sẽ đưa em sang nhà chị để tắm rửa, sau đó thì chúng mình ăn cơm với nhau nhá. Quen không? Đi nhanh 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 anh lên. Rất thích trai gọi là bén nhẹ như này. Những cái ông nào kiểu như là bạn nhét ai như là chắc chắn là mình là đâu tốt. Hồi xưa anh dạy cũng giải vào như thế đấy, cũng thua được mình đấy, thì còn lâu. Đi mẹ em ơi. Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Bây như này anh phải là thằng cu nó quê đây đúng không?
Nope. Nope. Rồi. Trên tầng anh lớp rồi. Rồi. Tắm không anh sao? Em lên tắm một mình thôi, mẹ lại. Sao không sử dụng anh? Sao không sử dụng anh? Ôi đấy, để chỉ cho. Ôi để chỉ cho. Cứ đơn giản con đi ra. Con thích chú vào đi nhà chú. Tối là chú là con nhá. Rồi đấy, đấy, để chỉ cho. Cái nhà này không? À, phòng chị, có xe phòng chị. Dạ, thôi. Đây, 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 phòng tắm mình đấy. Em cứ đi vào đây em tắm, em bật nước, em tắm bình thường nhá. Đấy là không bật này, không phải là ai, em tắm. Thì quán nước không tắm thôi, đi vào đây tắm mơ bẩn nữa. Bật cái màu vàng cho nó ấm, màu xanh và màu trắng lên lại. Đi xuống đi. Quan tâm mình gì? Quán nước mình quan tâm mình. Suốt ngày dặn em phải thân thiện, bây giờ em thân thiện như này không muốn tội. Nope. Thôi không phải thân thiện, đi xuống cho tắm xong rồi em đâu. Chị và Saki gọi cho em ơi. Chị và Saki gọi cho em ơi. Chị em ơi. Hả? Ô. Nope. Mày vừa nói gì? Chị là xin vĩnh biệt cô. Em ơi. Sao em muốn vã cho đấy. Kỳ đúng nhỉ? Nó một mình. Một mình nghe mày nói lớn. Mày tắm rồi mày bảo kỳ lưng. Ai nhìn thấy bà của em đấy. Cái mi đấy. Chăm sóc mỗi em cảm thấy cái mi không? Chim nó lớn hơn nó đủ rồi. Chim nó lớn hơn nó đủ rồi. Chim nó lớn hơn rồi nha, đủ lớn đủ hiểu biết rồi. Còn dặn anh đi hướng nha. Anh đừng như thế. Nếu mẹ thằng bom của nó theo nó không cho ta không cho được từng trận nha. Thằng kia thằng bom nó sợ cái thằng người lạ nó phải vái vái để xin tiền nhá. Từ đây nó tặng xin tiền đấy. Đi nha. Đi. Đi hướng. Đây mày, đấy, đấy kìa em mà, đấy ngồi đây thơm không biết gì để ngại cả đấy. Ngồi đấy, đấy ngồi đây thơm nhất. Không, cứ ăn nó khỏi. Mày ngại đâu? Đi. Còn cách gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Cái gì đấy? Con chó này làm gì đấy? Con bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Mày không hớt được bao con trai. Mày có phải thấy mày thấy trai đẹp không? Bắt đầu mày tớn lên nhá. Cái con cam ve này. Con cam ve này. Nói à? Tao bảo con cam ve này thì đứa nào nhận thì nhận. Không phải trên mình. Thôi em cứ thoải mái. Đi ra tao có chuyện mày gái. Ra tao có chuyện mày gái với em đi. Ngô quá. Thôi đang ăn người có bé. Con là nhà là con điện thoại mà khóc nha. Mọi con đừng nói.